Bữa nay cám của YouTube lên heo bự luôn anh em ơi. Sao có 8 cái máy, 9 cái máy thì làm sao? Dỡ cao lên. Dỡ cho anh còn sống cái đuôi. Chứ dỡ cao lên nữa. Nhiều vậy? Đi coi coi. Cái gì 8 cái máy, cá gì 8 cái máy? Thì bỏ ra cái này đi. Cái căn này 10 tiếng à. Bỏ căn cái đó lên quýt. Thôi, bỏ bỏ lên coi. Bấm căn lên đây. Bấm lại. Bấm lại không bấm lại. Bấm rồi. Hai nút hay ba nút rồi chị Diệu? Ba nút đi. Để bà chủ là coi. Đúng chưa? Rút cái cọng dây này xuống cái quýt, mày rút cái cọc lại. Rồi. Đồ mà dở lên không thấy. Rút rồi nghe, rút rồi rồi. Không có ý là nó dở cho thấy mặt căng. Dở lên cao quá không thấy mặt căng. Nè nó tuyết cái một cái đầu cái gì? Nó không có tuyết đâu, cái cây này không có tuyết đâu. Vậy sao thấy? Tuyết thấy không? Ủa, rút đi. Cái kia luôn anh sao? Nó bỏ cái này đi đăng cho nó bỏ. Để quần nó hầu không mệt nó. Cảm nghe anh em, cảm vàng nha anh em ơi. Nay cám vàng mình lên heo luôn nha. Nhờ cho thấy mặt căng. Nè. 8 ký 8 gì? 8 ký mấy? Giỡn hoài cái gì 8 ký mấy? 8 ký mấy cái? 9 ký 8 luôn. 9 ký 8. Nào. Mày. 9 ký 8. 9 ký 8 nè. Nãy nắm lên còn quẹt đuôi. Đâu rồi? Lâu lắm mới làm được con heo. Rồi, khỏe rồi. Nhớ cái mùi cám của anh nghe heo. Ủa, con này, một con của tôi vậy mà sao? Nhớ cái mùi cám của anh nghe heo. Về anh em ơi, bữa nay câu không có livestream cho anh em coi nha. Chỉ quay cái khúc mà được con heo thôi. Như đó được rồi. Anh em nhớ vô đăng ký kênh ủng hộ nha. Thì cứ vô kênh đăng ký ủng hộ đi, mình chia sẻ cho anh em chơi nha. Qua bên YouTube á, đừng có qua bên Facebook không có đăng ký được đâu. Qua bên YouTube á, gõ cái tên nhầm cỏ tên ra. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em là clip sau.